cả các anh em đã quay trở lại với Rắc Xanh Rúp. Rắc Xanh Rúp xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các anh em đang xem video tại Facebook và YouTube. Thì trước màn ảnh của chúng ta đây là những con ốc 10 ly gắn chân cương nha anh em. Thì ở bên mình là nó có hai loại và gồm có 3 màu. Thì hai loại là loại vương miện và loại đầu dù. Còn 3 màu là vàng, lục bảo và titan. Thì xuất phát của bọn nó đều đến từ GR5 nha anh em. Nhưng mà không biết tại sao mà ốc chân gương thì bên mình lại nhập được cái màu vàng này, mà nó lại là ốc vương miện, nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Đó. Anh em có thể thấy ha. Còn đây cũng tương tự như vậy nhưng mà nó là lục bảo, nhìn cũng khá là đẹp. Đó. Còn bên ốc đầu dù thì nó có hai màu là màu titan và màu lục bảo. Đó. Màu titan ở bên đây thì lúc nào nó cũng là chủ đạo là tím và đi kèm là màu xanh, nhìn cũng khá là nổi bật. Đây là lục bảo. Ốc này thì là để gắn cho chân gương nên là có cả gen thuận và gen ngược nha anh em. Khi mà anh em mua thì anh em nhớ để lại cho mình biết là gen thuận hay là gen ngược, có gì mình sẽ lựa ra giúp cho cái anh em nào mà gen ngược. Ok, thì đa phần là gen thuận thôi, là gen chân bên trái là nó xoay vào bên trái nè, còn bên phải thì mình nhập phải khá là ít, tại vì đa phần thì các anh em mua ốc thì để trang trí gắn ở phần dưới á, nên là mình sẽ nhập ở bên gen thuận nhiều hơn. Và cũng như mọi khi thì các anh em nào mà thích sở hữu ngay một cái bộ ốc như này thì các anh em có thể đến với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để sở hữu. Còn không thì anh em có thể đặt qua các sàn thương mại điện tử hay là Facebook, Zalo vân vân để chốt đơn, và anh em có những con ốc thật là tươi.